Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền. Video hôm nay Đồ Nhật Thanh Huyền giới thiệu tới các bác một cái em sản phẩm nồi, mà đây là nồi áp suất đa năng điện tử các bác nhá. Đó, áp suất đa năng. Và em này thì dung tích là 3,2 lít này, chúng ta cùng nhìn thấy đấy. Với mã là SC-30SA-Z03. Sử dụng điện 100V, chỉ dùng cho nội địa Nhật nha các bác. Công suất chỉ với là 700W mà thôi. Với công suất này thì các bác chỉ cần cắm qua một cái bộ đổi nguồn 1000V là chạy thoải mái rồi. Đó, và đây là một cái em hàng lướt, phải nói là hàng lướt vì tại sao? Nó còn nguyên túi ni lông này, gioăng này, trắng nguyên thế này. Tại sao Đồ Nhật Thanh Huyền lại nói là hàng lướt? Bởi vì là ngoại hình ở bên ngoài thì như các bác vừa thấy thì nó có vài cái vết, gọi là vết hơi móc một xíu do vận chuyển từ bên kia. Còn bên trong này còn nguyên túi bóng như thế này cơ mà các bác. Đấy, đây. Đây, đây là cái dòng điện tử. Xung quanh đây như là gang này các bác nhé. Đấy. Và dung tích của nó là 3,2 lít. Chúng ta cùng đi khám phá bên trong cái túi này có những cái gì. Một cốc đong gạo và một cái muôi cơ mới hoàn toàn 100% luôn. Đó. Muôi mới 100%. Rồi. Còn có cả cái dụng cụ là để vệ sinh cái nắp nồi. Các bác cũng biết rằng là khi là nồi áp suất thì nó khi nó sẽ phun hơi lên, và cái hơi đấy nó sẽ chứa cái đồ ăn, cái mùi vị đồ ăn đó, bám mảng bám mỡ vào, thì chúng ta sẽ dùng những cái này để vệ sinh đó. Đây có phần là lông này để cho vào ngoáy ngoáy cho sạch hơn, cũng như là có cái phần mà que để chọc thông lỗ đấy, rất là hay đúng không ạ? Chúng ta sẽ để đây rồi, và cái xong đây đẹp mới nguyên nha các bác. Vạch chia rất là rõ ràng, min là thấp nhất và max là trên cùng, đấy là cái ở mực nước lớn nhất đó, đến đấy. Và chia ra với nấu cháo hay nấu gạo hay nấu gạo lứt. Gạo trắng thì là ở giữa, còn gạo lứt ở bên tay trái màn hình chúng ta đang thấy, và bên phải là nấu cháo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó ra khỏi cái đây và chúng ta sẽ cắm điện vào luôn nha. Đây, bỏ ra rồi. Đẹp quá các bác ạ. Đẹp nguyên luôn. Chưa dùng ấy. Rồi, chúng ta sẽ quan sát này. Có cái mũi tên ở đây, tương ứng với cái phần mũi tên ở đây các bác nhìn này bác. Hai cái mũi tên này nó phải khớp vào nhau này. Và chúng ta sẽ xoay sang trái này, để phần Shop Japan này, Cooking Pro thẳng. Rồi, và chúng ta sẽ đi kiểm tra cái em nồi này hoạt động như thế nào nha. Dây điện là dây hít 5 châm các bác nhé. Chúng ta sẽ cho vào này. Rồi, và cắm vào điện 100V, nhớ cắm qua đổi nguồn các bác nhé. Sau khi cắm điện thì sẽ có hiển thị đèn đây. Và chúng ta muốn nấu ở chế độ nào thì chúng ta sẽ ấn. Ví dụ như là chúng ta muốn hầm các món thịt này đó, thì tương ứng là P05 phút. Chúng ta có thể chỉnh thời gian ở đây đó. Tăng giảm đây. Chúng ta muốn hầm trong bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ ấn ở đây nhá. Đó, còn giảm đây. Đó, đúng không ạ? Rồi, và chúng ta sẽ ấn nút nấu. Đó, và máy đã hoạt động. Đó, 16 phút sau là sẽ xong. Tương tự là tắt đi đây. Rồi, nếu mà chỉ muốn hâm và ủ nóng thôi, chúng ta sẽ chọn cái chế độ này. Đó, ủ đây là 30 phút này. Và ấn nấu, ấn nút nấu này, thế là máy đã ủ, sẽ nồi sẽ ủ trong 30 phút, tắt đi. Nếu như mà chúng ta không muốn ủ trong 30 phút chẳng hạn thì chúng ta giảm đi. Ồ, ủ mười mấy tiếng ấy các bạn, đấy, giảm đi. Đây là giờ và đây là phút. Đấy, ủ trong bao lâu sẽ chỉnh ở đây. Rất là đơn giản thôi. Và đặc biệt là em này thì ngoài chế độ hầm thịt đấy ra có cả chế độ nấu cơm này. Nấu cơm chúng ta sẽ tăng thời gian lên. Đấy. Nấu trong bao nhiêu phút thì đấy. Ví dụ chúng ta cho trong vòng 40 phút và nút nấu. Rồi, và nồi sẽ nhận lệnh để nấu cho chúng ta. Thì trong khoảng ước lượng thời gian là khoảng 40 phút ở đây các bác nhé. Và cái chế độ này đang chạy rồi, cũng như là tắt đi. Rất là đơn giản thôi. Ngoài hai chế độ này ra thì nồi có cả chế độ là cá, rau củ này, thịt và đậu này, mì ống này,
hẹn giờ này, rất là dễ dàng đúng không ạ? Và bây giờ thì Đồ Nhật Thanh Huyền xin được báo giá của em này, với một cái em mà hàng mới tới 99%, bên trong còn nguyên các linh phụ kiện như thế, thì giá là bao nhiêu? Với một cái em nồi hầm đa năng điện tử này, giá chỉ với là 2 triệu đồng các bác nhé. Sử dụng điện 100V phải cắm qua đổi nguồn. Ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc. Bác nào mà đã ưng ý em nói rồi thì hãy mau chóng nhấc máy lên và liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại ở góc phải màn hình chúng ta đang thấy. Ngoài cái mẫu này ra, Đồ Nhật Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu mã khác nữa. Xin mời các bác liên hệ qua số điện thoại Zalo để có thể được tư vấn chi tiết về phương thức đặt hàng cũng như là phương thức vận chuyển. Video xin phép được dừng tại đây. Nếu như các bác mà thấy thích thì hãy ấn nút like cũng như là ấn chữ đăng ký bên dưới để có thể nhận nhanh nhất những thông báo từ Đồ Nhật Thanh Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền. App rất là kín các bác nhá. Khi mà có app ấy, thì nồi nó sẽ nảy cái màu đỏ này lên, cái nút màu đỏ này. Và chúng ta chuyển về chế độ app này. Và bây giờ chúng ta muốn xả thì trước tiên thì chúng ta sẽ tắt nó đi. Đồ Nhật Thanh Huyền thì đang để ở chế độ nấu cá này, về rau. Tắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ xả. Trong khi nó còn áp thì chúng ta không thể xoay được cái vung này các bác nhé. Chúng ta không thể xoay được về cái phần trắng ấy được, mà chúng ta phải xả hết đi. Xả hết áp đi thì chúng ta mới xoay ra được. Người Thanh Huyền thì giờ sẽ bắt đầu xả áp. Bác thấy ạ, rất là mạnh luôn nha. Khi áp còn mạnh này không thể mở ra được luôn. Vâng, và bác nào ưng ý em nói rồi thì hãy mau chóng liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại 0936 811346 nhé. Hàng đẹp, giá tốt thì chỉ có một chiếc này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.